Hey yo anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình, channel Gạch Jimmy. Rất vui vì hôm nay chúng ta được gặp nhau với những clip. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với một series huyền thoại. Đây là series bàn luận về tướng. Và đó là tướng gì thì hôm nay anh em sẽ biết. Nói chung thì anh em vào đây xem tiêu đề, anh em nhìn hình ảnh thì anh em biết rồi. Mình không cần phải nói nhiều nữa. Chúc anh em một ngày vui vẻ. Và xem clip mình thì nhớ like, subscribe, đăng ký kênh. Và có quảng cáo thì kích cho mình là được. Rồi, ok, xong. Đơn giản, đang giỡn. Bây giờ mình sẽ tìm cái chỗ Haki đó. Lần trước thì mình có bàn luận về tướng, một con tướng rồi. Đợt này thì bên hệ thống miễn phí chấm online nó có cập nhật hai cái con tướng mới. Đó là Zoro sát khí và Senji quỷ cước. Senji quỷ cước à, Senji hắc cước chứ. Sorry anh em, hắc cước đúng không ta? Quỷ cước thì nó hơi ghê ghê. Hắc cước mới hay chứ. Thì mình đã có clip nói về Zoro sát khí rồi. Đấy, kỹ năng thường, kỹ năng nổ, tất cả các thứ. Thanh niên này sát thương tới 7 lần lận nha anh em. Và nói chung là khống chế có, phòng thủ có, hồi máu có, toàn bộ đều có. Nếu mà anh em nào muốn chưa xem được clip đó thì bạn có thể qua YouTube nhấn vui tạch Dinh Mi Zoro sát khí là nó ra, đơn giản thôi, nhấn đơn giản thôi. Các bạn có thể nhấn ngoài Google cũng được hoặc là YouTube cũng được. Đấy, cách để tìm cái kênh mình cũng rất là đơn giản, ra Google nhấn VHTZM là viết tắt của tạch Dinh Mi nó cũng sẽ ra thôi. Rồi, cảm ơn em rất nhiều đã ủng hộ cho mình trong thời gian qua. Nhớ like video, subscribe cho mình nha. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với con tướng anh em sinh đôi, anh em song sinh. Nói chung là có Zoro phải có Senji, mà có Senji phải có Zoro. Thì đã có Zoro rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với Senji. Senji Sura, chúng ta sẽ gọi là Senji hắc cước nha anh em. Đấy, anh này đá. Đầu tiên thì về hình dạng thì mình nói luôn, như anh em thấy thì sau khi lên về già, lên cái phiên bản gọi là về già có râu này thì anh ấy đã rút được kinh nghiệm, bài học quý báu cuộc đời. Đó là ở phiên bản này, như anh em thấy. Phiên bản này, anh em thấy không? Thanh niên đá rất nhanh, đá rất nhiều chân. Suy ra bị mỏi chân. Thành ra là về già, đau khớp, đau xương. Thành ra là phải rút kinh nghiệm, đá được có một cái à. Anh em thấy không? Đá có một cái à. Đá một cái mà nó công lực ghê quá, nó chém gió rồi luôn. Còn cái này chém nhiều. Đau chân, mỏi chân, anh em thấy rút kinh nghiệm ghê không? Bởi vì cuộc sống mà anh em, chúng ta phải rút kinh nghiệm. Đây, về hình dạng thì có cái vòng dưới chân như Zoro thôi. Phải có râu này, tóc tai thì cũng như bình thường. Mặc đồ thì cũng là áo vest như xưa. Nhưng mà có điều lật đầy cái áo ở trong á là hình như là màu trắng. Áo trong ở phiên bản này là màu vàng. Rồi ok. Cà vạt thì như mình thấy cũng có màu khác luôn. Có thêm bộ râu. Rồi mặc đồ hình như cũng y chang vậy luôn. Áo này cũng có nút nút như vậy. Quần thì cũng vậy luôn. Đấy, y chang không gì khác. Chỉ khác một số điểm đặc biệt đó là rút kinh nghiệm để đá ít hơn, đá một chân thôi cho nó đỡ mỏi xương. Rồi có thêm bộ cái áo trong mới, cà vạt mới và bộ râu thế thôi. Rồi giờ mình sẽ nói về biểu tượng Sura. Hình dạng là một cái chân của Senji nha anh em. Cái biểu tượng Sura này thì có tác dụng là sinh mệnh cộng 10.000, sinh mệnh cộng 10%, nhanh nhẹn cộng 0.01, nhanh nhẹn cộng 1%, hỏa kích 10k, hỏa kích 10%. Nổ ban đầu cộng 5. Khi tấn công lần đầu phục hồi 30% sinh mệnh tối đa và 100 nổ khí. What? What? Khi tấn công lần đầu hồi 100 nổ á. Vậy có nghĩa là tuần thứ hai là thanh niên có nổ rồi. Nếu tính luôn những thanh niên mà gọi kiểu mang cái trái ác quỷ tên lửa đó anh em, và hồi nổ búp nổ kiểu như Rayleigh á, là mới vô giống như Rayleigh thì mới vô sẽ được bao luôn. Và Senji này thì mình không biết có áp dụng được cái phương thức đó không, tại vì cái biểu tượng Sura này không có tăng nổ theo kiểu kia. Ui, cái này cộng 5 này, nổ ban đầu cộng 5 này, Sura nâng lên cấp 10 thì nó cũng phải cộng được thêm một mớ nữa. Vậy là vẫn có thể áp dụng cái chính sách của Rayleigh à, mới vô được bao, sau đó đánh thường lại hồi trăm nổ đánh bao nữa à. Đây anh em có thể thấy ở đây là khi tấn công lần đầu, à có nghĩa là lần đầu thôi, hình như là tuần đầu thôi, còn những tuần sau là không hồi. Rồi khi tấn công lần đầu phục hồi 30% sinh mệnh nha anh em, 30% sinh mệnh và 30% là tối đa rồi. Các bạn có thể nâng thiên phú cấp 10 thì có thể nó sẽ tăng hơn đó, và 100 nổ khí. Hiệu quả sẽ được kích hoạt trên mỗi đồng đội ngay khi đồng đội đó chịu sát thương lần đầu tiên hoặc đồng đội đó hành động lần đầu tiên. Là sao? Hiệu quả sẽ được kích hoạt trên mỗi đồng đội, có nghĩa là đồng đội của mình cũng được à? Có nghĩa là bốn người còn lại cũng được cộng hiệu ứng này hả ta? Nghe có vẻ lời đấy anh em. Được hồi sinh mệnh, còn hồi máu nữa. Ngon lành.
À, còn về thiên phú thì vật công hệ số thiên phú này chỗ này thì giống y chang Euro nha anh em. À, hai cái vật công vật phòng là 2x cộng, tiết chiêu và tiết chiêu phòng là 3x trừ, và ma công ma phòng 2x cộng. Rồi bây giờ mình sẽ nói về kỹ năng thường. Kỹ năng thường mang tên Amaterasu. What? Amaterasu, đây là tiết chiêu hắc hỏa của Itachi mà, với lại Sasuke mà, nói chung có con mắt Sharingan là mới được anh em. Có nghĩa là Senji đã có mắt Sharingan á. What the hell? Amaterasu đây. Nói chung là phải nói có sách mắt có chứng anh em ạ. À. Amaterasu. Mình nói có sách mắt có chứng đàng hoàng. Ê, có lực bóng đá gì kìa. Tôi mất tiêu rồi, nào mình vừa thấy trận bóng đá gì á. Đây Amaterasu. What? Đây là Amaterasu là hình dạng của một vị thần mà. À, vậy là không riêng gì. Không riêng gì của Itachi và Sasuke rồi. Đây là thần Amaterasu đây hả? Ủa, Senji thành con gái hồi nào hay mình không biết ta. Amaterasu. Chắc là mình phải nghiên cứu thêm về vị thần này rồi. Nhưng mà nói chung Amaterasu là nó liên quan đến Sasuke và Itachi khi mà có Sharingan. À, thần mặt trời. Thần mặt trời Amaterasu. Ủa, Senji thành thần mặt trời nào vậy anh em? À, mình sẽ nhấn Itachi nha. Đây, thằng niên khi dùng Amaterasu là mắt sẽ bị chảy máu nha anh em. Đấy, có Sharingan này. Có nghĩa là Senji có Sharingan á. What the hell? Bỏ qua vấn đề đó thì mình sẽ tiếp tục với về kỹ năng đòn đá quét rực lửa. Đòn đá quét rực lửa anh em. Không những đá mà còn có khả năng quét nhà nữa. Thanh niên này quét nữa. Ngon. Đúng là cú đá dọn dẹp lá điều, dọn dẹp lá khô. Đòn đá quét rực lửa thiêu đốt mọi mục tiêu, trúng đòn thiêu đốt mọi mục tiêu nha anh em. Nghe có vẻ ghê đấy. Gây sát thương hàng ngang. À, Yoro là hàng dọc, còn Senji này là hàng ngang rồi. Gây sát thương lên hàng ngang khiến mục tiêu bị thiêu đốt hai lượt. Bị thiêu đốt nha anh em, có nghĩa là bị cái trạng thái giống như của ai á, trạng thái bị đốt cháy đó. Đúng không ta? Hay là trạng thái thiêu đốt là một trạng thái mới? Nhưng cái này thì khi nào có ra tướng mình sẽ test thử kỹ năng cho anh em coi. Coi thử cái thiêu đốt nó có giống như của đốt cháy không nha anh em. Chứ mình thấy tên gọi nó khác nhau thì mình nghi ngờ là nó khác nhau. Cho nên mình sẽ nghiên cứu sau. Khiến mục tiêu bị thiêu đốt hai lượt. Và cái khả năng thiêu đốt này á thì sẽ là mỗi lượt mất 15% sinh mệnh tối đa. Ủa, 15% sinh mệnh. Ngon. Mỗi lượt mất 15% sinh mệnh. Nếu mà hai lượt là 30%, 4 lượt là 60% con mẹ rồi. Ủa, cũng khá là ghê đấy anh em. Mỗi lượt mất 15% sinh mệnh tối đa nha anh em. Đồng thời bị khóa trị liệu một lượt. Có nghĩa là cái hàng ngang đó bị Senji đánh thì cái hàng ngang đó sẽ bị dính thiêu đốt 15% rút máu mỗi lượt tối đa. Và cái hàng ngang đó ba cái người, nếu mà đứng ba người là sẽ bị ba người, nếu đứng hai người là bị hai người. Nói chung là nguyên cái hàng ngang đó sẽ bị một cái trạng thái gọi là khóa sinh mệnh, khóa trị liệu. Có nghĩa là người ta hồi máu vô thì cũng sẽ không được hồi máu. Rất ghê nha anh em, rất kinh. Đồng đội hồi máu cũng không được đấy. Thêm một lần sát thương tuyệt chiêu, bỏ qua tuyệt chiêu phòng. Thêm một lần sát thương lên mục tiêu có sinh mệnh hiện tại lớn nhất tem địch, khiến mục tiêu bị mê hoặc một lượt và hồi bản thân 50 nổ và 25 nổ cho toàn bộ đồng đội. Wow, ghê. Yeah. Vậy là kỹ năng thường của Senji sát thương tới 3 lần, giống y chang của Yoro luôn anh em. Rồi mình sẽ tóm tắt lại đơn giản, ngắn gọn cho anh em dễ hiểu. Rồi, kỹ năng thường của anh Senji hắc cước là đánh hàng ngang, sau đó hàng ngang đó sẽ bị đốt, sẽ bị thiêu đốt, và cái thiêu đốt đó là 15% rút máu tối đa mỗi lượt. Và cái hàng ngang đó bị thêm một hiệu ứng là không thể được trị liệu. Rồi đó là về hàng ngang nha anh em. Sau đó thì Senji đánh thêm một lần sát thương tuyệt chiêu, bỏ qua tuyệt chiêu phòng nữa, và cái lần tuyệt chiêu đó thì mình nghĩ chỉ là một mục tiêu thôi, đánh một mục tiêu thôi nha anh em, một mục tiêu thôi. Rồi sau đó thêm một lần sát thương nữa, nhưng mà cái lần sát thương này sẽ là lên cái mục tiêu có nổ khí. Ê, có cái số sinh mệnh nha anh em, sorry anh em. Cái lần sát thương thứ ba là đánh một mục tiêu có sinh mệnh cao nhất tem kia. Đấy, tức là nó sẽ chọn mục tiêu bất kỳ, nhưng mà cái mục tiêu đó sẽ là có sinh mệnh cao nhất tem. Đấy. Rồi sau đó mục tiêu mà bị đá mà sinh mệnh cao nhất tem anh em sẽ bị mê hoặc. Ồ, có cả CC. Cái này giống như kiểu có cả CC. CC rất nhiều nha. CC thiêu đốt, cái này là CC mê hoặc nữa. Mục tiêu đó sẽ bị mê hoặc một lượt. Và hồi bản thân cho Senji là 50 nọ và toàn bộ đồng đội thì sẽ được 25 nọ. Rất ngon nha anh em. Kỹ năng hỗ trợ có nè, CC có nè, sát thương có nè. Đấy,
chỉ thiếu là phòng thủ thôi, nhưng mà phòng thủ này thì cũng rất là ok rồi. Phòng thủ ở đây thì nó không bóp giáp gì nhiều, nói chung thì thiếu phòng thủ, nhưng mà thay vào đó là được, sẽ được tấn công, tấn công rất nhiều. Ok, vậy là Senzi cũng sát thương 3 lần giống Yoro. Bây giờ chúng ta sẽ sang coi kỹ năng nổ nha, coi có giống được Yoro không. Yoro sát thương 4 lần bởi kỹ năng nổ, còn Senzi thì sao đây? Kỹ năng nổ mang tên là hỏa diễm cước. Hỏa diễm cước, hỏa diễm là như kiểu một ngọn lửa mạnh lên em, cước là đá, đá ra lửa. Trước giờ Senzi vẫn đá ra lửa mà. Rồi ok, hỏa diễm cước, ngọn lửa mạnh liệt bao trùm, tạo vòng hào quang rực rỡ. Ồ, nghe có vẻ ghê đó anh em. Gây sát thương lên toàn bộ mục tiêu chắc chắn rồi. Cái này là phải toàn bộ rồi anh em. Nếu mà không đánh toàn bộ thì rất là cùi hơn Yoro rồi. Yoro cầm kiếm nó còn chém được toàn bộ mà. Sát thương toàn bộ mục tiêu nè, khiến mục tiêu rơi vào biển lửa. Tức là mục tiêu sẽ bị cháy nhà, giống như kiểu đang ngủ mà bị cháy nhà, dính trong biển lửa, không thể thoát được. Thiêu đốt hai lượt, mỗi lượt mất 15% sinh mệnh tối đa. Cái này cũng giống như bên kỹ năng thường, nhưng mà lần này là sẽ được toàn bộ tem luôn nha anh em. Toàn bộ tem sẽ bị dính cái trạng thái thiêu đốt này luôn. Đấy, thêm một lần sát thương tuyệt chiêu có xác suất mê hoặc mục tiêu một lượt. Sát thương lần một có rồi nè, sát thương lần hai có rồi nè. Đấy, sát thương tuyệt chiêu có xác suất mê hoặc, thêm một lần sát thương tuyệt chiêu bỏ qua tuyệt chiêu phòng là 3 lần, hồi bản thân 75 nội và 25 nội cho toàn bộ đồng đội, đồng thời hồi lượng lớn máu cho bản thân và đồng đội có lượng máu thấp nhất. Ok, sau khi mình đọc xong thì mình đã rút ra được một chi tiết rất là kinh dị, đó là Senji đánh sẽ thua Yoro một lượt nha anh em. Yoro sát thương 7 lần, tổng cộng cả kỹ năng thường và kỹ năng nổ là 7 lần, còn của Senji là 6 lần, thua Yoro một lần. Tuy nhiên nha anh em, ở đây Senji của chúng ta sẽ được bù lắp vào cái một cái lượt đánh đó bằng một cái tác dụng mới, tác dụng rất ngon, đó là hồi lượng máu lớn. Hồi lượng lớn máu cho bản thân và đồng đội, có nghĩa là nó đóng vai trò y chang như cây da luôn. Cây da một chất bờ đấy anh em, là hồi cho bản thân máu và hồi cho cả đồng đội nữa. Nhưng mà cái này là hồi lượng máu lớn nha anh em. Ở đây có nhấn mạnh là hồi lượng máu lớn, suy ra có nghĩa là hồi lượng máu rất là nhiều luôn. Nếu bạn thêm mang thêm ma khí cao nữa, nó sẽ hồi ghê hơn nữa. Ok anh em, đợi xíu để mình quan sát lại chút đã. Cho bản thân và đồng đội có lượng máu thấp nhất, lượng máu à có nghĩa là chỉ hồi máu cho được một người thôi, cho bản thân Senji và thêm một người thôi, chứ không như chopper là hồi toàn tem đấy. Bây giờ mình đọc chưa kỹ cho nên là mình phải đọc lại thật là kỹ càng. Như vậy là hồi cho nó và hồi một người thôi. Rồi, hồi lượng máu lớn mà anh em, cho nên phải có giới hạn, nếu mà hồi nhiều quá ai chơi với mình nữa. Ok, rồi, nói chung thì mình sẽ tóm tắt lại kỹ năng nổ một lần nữa thật là ngắn gọn cho anh em dễ hiểu. Đó chính là sát thương cho toàn tem, và toàn tem đó sẽ bị dính trạng thái thiêu đốt. Trạng thái thiêu đốt thì như mình nói sẽ bị rút 15% máu tối đa mỗi lượt, và thiêu đốt đó sẽ bị dính hai lượt nha anh em. Nhưng mà lượt sau sẽ đánh nữa thì chắc chắn là lại bị lửa thôi. Nhưng mà đã quan trọng phải có nộ, nhưng mà ở đây thì Senji sẽ hồi 75 nộ, cho nên là khả năng đánh nộ liên tục sẽ có. Rồi mình tóm tắt nha, là đánh toàn bộ mục tiêu, và toàn bộ mục tiêu sẽ bị dính trạng thái thiêu đốt, trạng thái thiêu đốt như mình nói rồi. Tiếp theo là đánh thêm một lần sát thương tuyệt chiêu, và cái lần sát thương tuyệt chiêu lần hai này nó xác suất khiến cho mục tiêu bị mê hoặc nha anh em. Một lần sát thương tuyệt chiêu có xác suất khiến mục tiêu bị mê hoặc, và cái lần sát thương này thì mình nghĩ chắc cũng chỉ đánh một người thôi. Ok, và thêm một lần sát thương nữa, thêm một lần sát thương tuyệt chiêu bỏ qua tuyệt chiêu phòng, đó là 3 lần sát thương. Một lần đầu đánh toàn bộ, một lần thứ hai đánh một mục tiêu xác suất mê hoặc, chỉ là xác suất thôi, và lần thứ ba là xác suất tuyệt chiêu bỏ qua tuyệt chiêu phòng, và cuối cùng đó là hồi bản thân 75 nộ, nguyên tem sẽ được 25 nộ, và đặc biệt nhất là hồi máu lớn cho bản thân và một đồng đội thấp máu nhất tem ta. Rồi ok, ngon. Nói chung là Yoro và Senji đều ngon, mỗi người đều có một cái điểm đặc biệt riêng, và tất nhiên là sẽ rất độc và rất dị rồi, nên em không cần phải nói nhiều về vấn đề này. Khi nào mà cập nhật được hai tướng này mình sẽ test cho anh em coi. Bây giờ thì mình sẽ như thường lệ, như clip test Yoro mình sẽ vào YouTube để xem coi YouTube của mình có test cái thằng Senji này chưa nha. VHT ZM Senji về già. Video có vẻ như không có lắm, nhưng mà mình sẽ vào một cái video đó đã, để mình vô YouTube đã. Hello, chào mừng tất cả. Video này là update 2017 Kid Haki. Cái này có 6 phút thôi. Rồi, Vui Tặc ZM nè,
Gen Z về già. Tết Gen Z về già đây, chính xác là clip này. Ở đây thì mình có hình ảnh gọi là chân thép chân lửa nha anh em. Bình luận game vui tặc Tết Gen Z về già ấy. Anh em muốn xem những video của mình thì anh em chỉ nhấn đơn giản với HTZM. Sau đó các bạn kèm theo link tên của con tướng mà anh em muốn xem thì nó sẽ ra thôi. Đấy. Nói chung thì kênh của mình làm rất là nhiều về tướng. Bây giờ mình sẽ vô đây để mình xem cho anh em xem bộ skill nha. Hiện tại clip này cũng không có quảng cáo này anh em. Mình không biết lý do lắm nhưng mà lát mình sẽ xem sau. Bây giờ mình sẽ cho anh em coi skill của nó. Đây, Senji về già, gọi là Senji bốc mùi nha anh em. Ở đây nó bốc lên mùi ghê quá. Chúng ta cùng xem skill. Kỹ năng thường trước nha. Nó cũng giống như ở trong hình ảnh ở trong chỗ Haki. Nhưng mà đây chỉ sát thương một lần thôi. Đây là bên web Trung Quốc cho anh em. Còn như chúng ta vừa phân tích thì Senji nó sát thương đánh thường tới 3 lần lận. Rất nhiều lần sát thương. Đây là kỹ năng nọ này anh em. Chúng ta cùng xem nha. Những cú đá chi chớp, những cú đá chiu, đá rất nguy hiểm luôn. Ok anh em cứ yên tâm, mình sẽ tua chậm video lại cho anh em xem thật là tốc độ thật là thấp nhất có thể nha. Rồi chúng ta cùng theo dõi nè. Vừa rồi thằng bên kia bắn một cái nữa, nhưng vật chính nó phải bắn một cái nữa. Ok chú cứ bắn thoải mái đi. Đây các bạn xem lại này. Đây. Mày một đá. Nói chung là cái chỗ lửa nó che mất cái chân rồi, mình không có thấy được chân nó có linh hoạt hay không. Mình chỉ thấy là bị đá 3-4 lần luôn. Đá rất nhiều nha anh em. Đá rất khủng khiếp luôn. Ok, xem ít thôi, chứ xem nhiều quá nó mất hay. Rồi xem ít thôi, có gì thì đằng sau mình test bên cái web này để anh em được xem kỹ hơn. Đây là web gọi là Việt hóa rồi cho nên là anh em sẽ được xem kỹ hơn. Thông qua clip Euro sát khí và Senji hack cước này thì mình cảm thấy rất là tuyệt vời vì mình sắp được test những con tướng mới trong tờ cập nhật. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi clip mình, đừng quên để lại một like và subscribe đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều về sự ủng hộ, nhưng mà anh em phải ủng hộ nhiệt tình vào, ủng hộ là phải nhiệt tình vào. Rồi ok, anh em nào có hóng mình test hai con tướng này thì nhớ để lại comment mình biết nha. Thực sự là Euro sát khí và Senji hack cước rất là tuyệt vời đấy.